Thưa quý vị, với mục tiêu khôi phục thị trường quốc tế vốn là thế mạnh của ngành du lịch địa phương, thành phố Đà Nẵng đã và đang triển khai nhiều giải pháp đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm. Từ sau khi mở cửa du lịch quốc tế, bên cạnh tiếp cận các thị trường khách thông qua nền tảng số, ngành du lịch Đà Nẵng bắt đầu kết nối trở lại với các đoàn farm trip, west trip quốc tế để quảng bá điểm đến. Mới đây, nhân sự kiện diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022, Sở Du lịch thành phố đã chủ động tổ chức chương trình West Trip dành cho phóng viên, tùy viên báo chí các hãng thông tấn nước ngoài thường trú tại Việt Nam đến tham quan, trải nghiệm du lịch tại địa phương. Từ đầu năm đến nay, đây là chuyến thăm và làm việc đầu tiên của các cơ quan đại diện ngoại giao và các hãng báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam đến các tỉnh thành phố. Đây được xem là điểm sáng tạo trong triển khai công tác thông tin đối ngoại, quảng bá hình ảnh điểm đến Đà Nẵng trong giai đoạn phục hồi hiện nay. Yeah, this is my first time in Đà Nẵng and things. Đây là lần đầu tiên tôi đến Đà Nẵng và cảm nhận của tôi sau một thời gian ngắn trải nghiệm tại thành phố này là vô cùng tuyệt vời. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định rằng Đà Nẵng là điểm đến mà bất kỳ ai cũng sẽ yêu thích. Tôi thấy Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Thành phố không chỉ có hệ thống cơ sở lưu trú đẳng cấp, dịch vụ chất lượng mà môi trường tài nguyên du lịch cũng rất hấp dẫn. Trong bối cảnh hiện nay, xu hướng du lịch là tìm về với thiên nhiên, vì vậy những điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng dựa vào các tài nguyên du lịch sẵn có sẽ luôn có sự hấp dẫn nhất định đối với khách du lịch. Hiện đối với thị trường quốc tế, thành phố đã và đang đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến nhằm duy trì các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN. Sắp tới, thành phố Đà Nẵng của chúng ta sẽ được đón thêm nhiều các chuyến bay, không chỉ từ Hàn Quốc, mà từ các cái quốc gia trong khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á. Bên cạnh đó, đối với các thị trường tiềm năng, thành phố sẽ tập trung khai thác các thị trường Đài Loan, Trung Quốc, Úc, Tây Ban Nha, Bắc Âu, Hoa Kỳ và các thị trường có tiềm năng phát triển trong tương lai như Ấn Độ, Trung Đông và Đông Âu. Việc tổ chức thành công sự kiện Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022 vừa qua đã góp phần đưa nhiều thị trường tiềm năng đến gần với Đà Nẵng hơn. Công tác xúc tiến quảng bá điểm đến vì thế tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, tạo đà cho sự phục hồi mạnh mẽ hơn nữa của ngành công nghiệp không khói này tại địa phương. Chúng tôi rất là mong chờ các thông tấn, báo chí, truyền hình nước ngoài có thể ủng hộ du lịch Đà Nẵng, tạo ra những cái thông tin để có thể cho du khách quốc tế biết nhiều hơn về du lịch Đà Nẵng. Trong suốt những năm qua thì du lịch Đà Nẵng đã được rất nhiều báo chí nước ngoài đề cập tới và đạt được nhiều cái giải thưởng quốc tế về thành phố cũng như về du lịch của Đà Nẵng. Thì chúng tôi hy vọng rằng là những cái thông điệp đấy tiếp tục là được truyền tải để du khách nước ngoài họ biết đến Đà Nẵng nhiều hơn. Không chỉ dừng lại ở việc xúc tiến quảng bá điểm đến, ngành du lịch thành phố cũng cam kết đồng hành, chia sẻ và sẵn sàng hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất để kết nối nguồn khách với các hãng lữ hành quốc tế, đồng thời tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách.